chia tay thì chia tay. Ai hại mình trước mà nó ăn chó. Chị Vân Đạt chia tay rồi ạ. À? Anh Đạt không giống như lần trước nhỉ? Chị nhìn xem, anh ta với lại cô ấy nói chuyện vui vẻ thật á. Cúp chết đi được ấy. Trời ơi, còn mấy cúp của em. Làm sao để chọc giận người yêu cũ? Bước thứ nhất, cố tình tiếp cận người bạn khác giới có quan hệ với người yêu cũ. À, anh Nhật, đoạn kịch bản này em không có hiểu lắm á. Đoạn này em phải đánh đá một chút. Anh Nhật, ra đây tôi nhờ chút. Ghen rồi chứ gì? Anh đang nói gì vậy anh? Tính cách của ma quái dữ lắm, tránh xa cô ấy ra. Đạt nói là tính em dị lắm. Bước thứ hai, công khai tình cảm trên trang cá nhân. Hạnh phúc bên bạn trai mới. Xem anh có tiền với em không. Đúng là tự làm tự chịu mà. Chị đi tìm anh ta lấy mạng chị à? Chị không bao giờ chịu thua đâu. Chị xinh đẹp như thế này, chẳng lẽ anh ta bỏ để chị ở bên người khác, đúng không? Ơ, anh Đạt lại hình chị nè. Tối hôm qua như vậy rồi mà anh Đạt còn ra ngoài chơi đây. Chắc em nghĩ lần này anh ta muốn chia tay với chị thật rồi. Mai ra quay, lâu thế. Nhìn cái gì? Đây là người yêu tôi đấy. Anh là người yêu anh, tôi có người yêu mới rồi. Em đừng nói dối nữa. Anh xem hết điện thoại của em rồi. Anh lên trang cá nhân của em mà xem lại đi. Cái này á? Đây là móng tay của em mà. Anh xóa đi, anh xóa đi. Go go. Lần này không phải là tôi cúi đầu trước đâu nha.